chào quý vị khán giả của Việt TV Canada. Bản tin Canada ngày 13 tháng 7 sẽ có một số tin tức đặc biệt mà quý vị khán giả quan tâm. Chúng mình xin kính mời quý vị theo dõi bản tin sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Số căn condos đắt tiền bán được ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng. Thưa quý vị, theo tin của công ty địa ốc Sotheby's International Realty, Phổ biến trong hôm thứ Ba ngày 11 tháng 7, thì số những căn condos có giá bán trên 1 triệu đô la ở vùng thủ phủ Toronto bán được đã gia tăng 98% trong vòng một năm qua. Theo công ty địa ốc này, thì công ty chuyên bán nhà đất tiền, thì trong khi nền kỹ nghệ địa ốc nói chung ở vùng thủ phủ có dấu hiệu sút giảm, thì vẫn có hàng loạt những người giàu có bỏ ra hàng triệu đô la mua những căn condo đắt giá. Theo ông Brad Henderson, chủ tịch điều hành của công ty The Sotheby's, thì một số lớn những người mua những căn condo đắt tiền là những người thuộc thế hệ baby bombers, những người đến tuổi về hưu. Những người này di chuyển từ những căn nhà độc lập lớn xuống những căn condo nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và họ không phải lo lắng về việc chăm sóc căn nhà như là phải cắt cỏ trong mùa hè, rút tiết trong mùa đông. Lễ hội Caribbean lần thứ 50 của Toronto. Thưa quý vị, những chuẩn bị cho lễ hội Caribbean ở thành phố Toronto đã diễn ra từ nhiều tháng qua, trước khi lễ hội bắt đầu vào ngày 17 tháng 7 và kéo dài cho đến 7 tháng 8. Đây là lễ hội Caribbean lần thứ 50 ở Toronto và cũng là lễ hội lớn nhất tổ chức hàng năm ở bên ngoài các quốc gia trong vùng Caribbean. Lễ hội Caribbean với những buổi trình diễn văn nghệ, những buổi bày bán trên hè phố những món ăn đặc sản của các xứ Caribbean, những cuộc trình diễn thời trang, nhảy đầm và cuối cùng là cuộc diễn hành trên các đường phố trong trung tâm thành phố với hàng ngàn vũ công tham dự. Theo những ước lượng hàng năm có khoảng là 1 triệu du khách, đa số từ các quốc gia Caribbean đến tham dự lễ hội này. những thảo luận sôi nổi của cư dân trong vùng về việc xây cất một trung tâm tạm trú cho người không nhà. Vừa qua trong buổi tối hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7, và khoảng 600 cư dân trong vùng Venier của thành phố Ottawa đã đến hợp tại phòng hợp của trung tâm cộng đồng Richelieu Venier về dự án của tổ chức từ thiện The Salvation Army muốn xây cất một trung tâm cộng đồng và một nhà tạm trú cho những người không nhà. Vì phòng hợp chỉ có 300 chỗ ngồi nên những người đến sau phải đứng tràn ra sân cỏ. Nghị viên Mathieu Fleury là người đại diện cho vùng Venier đã cho biết là ông đã nhận 300 điện thư, 100 cú điện thoại của cử tri trong vùng lo lắng về dự án xây nhà tạm trú cho người không nhà cửa. Theo dự án của tổ chức từ thiện, đào quân cứu thế thì dự án xây trung tâm tạm trú ở số 333 Montreal và nghị viện Fleury đã nghĩ là lô đất này không đủ rộng cho một trung tâm tạm trú. Cư dân trong vùng đã phản đối việc cơ quan từ thiện này cho xây cất một trung tâm tạm trú cho người không nhà vì sẽ tạo ra những bạo hành, những ồn ào, xả sát của những kẻ sử dụng ma túy, uống rượu và sẽ làm giảm tình trạng an ninh, làm giảm giá nhà cửa trong vùng. Cảnh sát tìm thấy thi thể người chết trong một chiếc xe bị đốt. Vừa qua trong hôm thứ Ba ngày 11 tháng 7, thì đơn vị điều tra về những vụ giết người đã được lệnh điều tra về những cái chết nghi ngờ trong một chiếc xe bị đốt tại thành phố Calgary trong hôm thứ Hai. Theo thanh tra Paul Warney của Sở Cảnh sát thành phố Calgary, thì đây là một vụ giết người lớn gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ. Vì cả ba nạn nhân đã bị đốt cháy nên các nhân viên điều tra vẫn chưa xác định danh tính của ba nạn nhân. Theo nhân viên điều tra thì đây là một vụ giết người rỡn tóc gáy. Chiếc xe bị đốt cháy tại khu vực đang xây cất những căn tàu house ở vùng xe hưu. Cảnh sát cũng cho biết chủ nhân của chiếc xe năm 2011 Chevrolet Cruze là một người có tiền án, nhưng mà không biết có phải là một trong ba nạn nhân bị giết trên xe hay không. Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ Ba 11 tháng 7, thì cảnh sát đã tuyên bố tên tuổi của hai trong ba nạn nhân bà Klinis Fox 36 tuổi, ông Cody Fever 25 tuổi và một người phụ nữ chưa rõ danh tính khoảng tầm 30 tuổi. <laughs> Tiền điện ở miền Bắc Canada gia tăng đến mức chóng mặt. Thưa quý vị, bà Catherine Harris, một cư dân của vùng Yellowknife trên vùng phía bắc của Canada đã cho là các phóng viên báo chí biết là nếu như mà tháng nào bà phải trả tiền điện chừng 300 đô la thì đó là tháng rẻ, còn tháng nào mà phải trả 400 đô la thì cũng tốt vì thường thường bà phải trả đến 550 đô la cho tiền điện. Nhà bà Harris đâu có phải là một nhà to lớn, chỉ rộng có 2.000 bộ vuông, một căn nhà trung bình ở khắp mọi nơi. Trong hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7, thì cơ quan điện lực Northwest Tory Tourist Power Cup đã mở những cuộc tiếp xúc với công chúng trong dự án gia tăng tiền điện thêm 12.8% trong vòng 3 năm sắp đến. Cư dân trong những thị trấn ở miền Bắc Canada đã than phiền là tiền điện mà họ phải trả hàng tháng đã quá cao. Cảnh sát tịch thu vỏ khí và tiền mặt ma túy trong một cuộc khám xét được phòng trong khách sạn trong thành phố Thunder Bay, thì tỉnh bang Ontario hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can tịch thu những vỏ khí, tiền mặt và ma túy. Theo bản tường trình, vào lúc 12 giờ trưa hôm thứ Bảy, thì cảnh sát được báo cáo có một cuộc xô xát diễn ra trong một khách sạn ở vùng phía nam thành phố, khi đến nơi thì cảnh sát đã mở một cuộc lục soát một căn phòng ở trong khách sạn và tìm thấy tiền mặt, số ma túy trị giá đến 178.000 đô la, gồm các loại ma túy như là crystal meth, vân vân, magic và cần sa. Cảnh sát cũng tịch thu một súng shotgun có lắp đạn sẵn, áo giáp và một số súng ngắn và súng trường giả. Một người đàn ông 39 tuổi và một người phụ nữ 23 tuổi bị bắt giữ và bị buộc tội liên quan đến tàn trữ vũ khí và mua bán ma túy. mùa hái dâu tây trẻ. Thưa quý vị, trong hôm thứ ba ngày 11 tháng 7, thì chủ nhân các nông trại trồng dâu tây ở xung quanh thành phố Thunder Bay, tỉnh bang Ontario đã mở cửa cho khách hàng vào hái dâu tây. Theo bà Judy Bullock, một trong những chủ nhân của nông trại Bullock Farms ở phía nam của thành phố Thunder Bay, thì thời tiết mưa nhiều và lạnh trong mùa xuân đã khiến những cây dâu tây chậm ra trái và đến bây giờ thì khách hàng mới có thể đến hái ở các nông trại. Theo bà Jody, thì trong những năm trước, mùa hái dâu Tây bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7 và năm nay khách hàng đã phải chờ thêm hơn một tuần mới có thể đi hái. Cũng theo bà Jody, thì trong những năm trước có năm sớm nhất mà người ta có thể hái dâu Tây là ngày 20 tháng 6 và cũng có những năm phải chờ đến ngày 17 tháng 7 thì trái dâu Tây mới chín đều. một ông bố của cô dâu đang đọc diễn văn trong lễ cưới thì bị sát đánh. Thưa quý vị, vừa qua theo những tin tức được loan báo vào ngày thứ Ba 11 tháng 7, một ông bố đọc diễn văn trong buổi lễ cưới ngoài trời của cô con gái bất ngờ bị sát đánh trúng. Theo bản tin, thì buổi lễ đã diễn ra vào ngày 8 tháng 7 tại thị trấn Lower Woodstock, tỉnh bang New Brunswick. Ông Dadeo đã bị sát đánh trúng khi mà ông đọc diễn văn có đoạn là ông ta không cố gắng lấy trộm sấm sét của ai. Và nói với chú rể và cũng là con rể tương lai là con là một người may mắn thì bị sét đánh. Thân nhân của ông hoảng hốt khi mà ông bị sét đánh nằm bất động, nhưng may mắn sau đó ông ta hồi tỉnh và không bị thương tích gì. Ngoài một dấu nám của sét trên ngón tay cái, ông Nadel sau đó cho biết là khi ông đọc diễn văn, đứng quay lưng lại nên không thấy trận bão đến gần. đình của binh sĩ Mỹ bị tử thương bởi tên khủng bố Armarker yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của tên này. Như chúng ta cũng đã biết là trong những ngày qua thì chính quyền liên bang Canada đã xin lỗi và bồi thường cho tên khủng bố đã thú nhận giết người Omarker một số tiền là 10.5 triệu đô la. Trong hôm thứ Ba ngày 11 tháng 7 vừa qua thì gia đình của người binh sĩ Mỹ đã tử thương dưới tay của tên khủng bố Kerr đã xin tòa án Canada phong tỏa tài sản của tên này vào năm 2002, khi mà tên này mới có 15 tuổi, đã theo ông bố cũng là khủng bố quân gia Afghanistan gia nhập vào nhóm khủng bố Al-Qaeda. Trong một trận giáp chiến với quân lực Hoa Kỳ, thì tên khủng bố Kuro đã ném một quả lựu đạn làm tử thương một trung sĩ Hoa Kỳ, Christopher Spear, và làm bị thương trung sĩ Lee Morris. Trung sĩ Morris bị mất một mắt. Tên khủng bố này bị bắt giữ, thú nhận tội trạng và bị Hoa Kỳ mang sang giam giữ ở Guatemala Bay một thời gian trước khi chuyển giao căn phạm cho Canada. Tên này sau đó được thả bổng, kiện Canada ra tòa về lý do là chuyện hắn bị Hoa Kỳ giam giữ là không đúng theo những điều khoản về nhân quyền ở Canada và đòi bồi thường 20 triệu đô la. Sau những thương thảo, thì chính quyền của Thủ tướng Trudeau đã xin lỗi và bồi thường 10.5 triệu. Vào năm 2015, thì tại tòa án tiểu bang Uten, một trong những thẩm phán của tòa án Mỹ đã buộc tội nghi can phải bồi thường cho gia đình bà Tabitha, vợ của cố trung sĩ Spear, số tiền là 134 triệu Mỹ Kim. Trong những ngày đầu tháng 7 năm nay, thì các luật sư đại diện cho bà Tabitha đã xin tòa thượng thẩm tỉnh bang Ontario phong tỏa tài sản của tên khủng bố này, nhất là sau khi hắn được chính quyền Canada bồi thường 10.5 triệu đô la. Quý vị vừa theo dõi bản tin Canada ngày hôm nay. Xin quý vị đừng chuyển kênh. Chúng mình sẽ gặp lại quý vị ngay sau phần thông tin thương mại để gửi đến quý vị bản tin thế giới.